ăn gạo nhiều nguy hại gì? Trước hết muốn hiểu nồi cơm này thì phải hiểu hạt gạo và quá trình nấu cơm. Gạo trắng họ nấu ăn mỗi ngày là hạt gạo đã qua quá trình xay xát thải trừ vỏ trấu và vỏ cám phía bên ngoài. Lớp vỏ cám này thực tế chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin bờ, nhất là đạm, chất xơ. Khi qua xay xát, hạt gạo trắng đẹp nhưng mất gần hết chất dinh dưỡng, chỉ với phần phía bên trong phần nhiều là tinh bột. Vào thế kỷ 19, những nhà buôn gạo bước đầu cổ vũ cho việc chuyển qua gạo trắng vì gạo trắng bảo vệ được lâu hơn, nấu mau chín hơn. Tuy nhiên, đồng thời làm con số người bị bệnh beriberi do thiếu vitamin tăng tối đa là ở những nơi có cơ chế ăn nhiều gạo trắng. Do vậy, ở Mỹ đã có luật đạo bắt buộc những nhà sản xuất gạo phải phủ một lớp áng phía bên ngoài bổ sung cập nhật vitamin, hai và sắt rồi mới đưa ra thị trường. Ở những nước châu Á chưa xuất hiện luật này nên gạo từ châu Á sẽ sở hữu lượng những chất này thấp hơn. Cơ chế hoạt động vui chơi của nồi cơm điện tách đường. Chế độ ăn của người châu Á có lượng gạo trắng rất cao, tạo thành lượng đường tương đối cao mỗi ngày. Lượng đường này làm tăng cao nguy hại những bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh chuyển hóa. Chỉ số đường của gạo trắng tương đối cao từ 63-93, từ 70 trở lên là cao. Chỉ số đường là tỷ lệ thức ăn làm tăng đường trong máu 2 giờ sau ăn so với nhóm đường glucose trực tiếp 100. Đường từ gạo là do tinh bột trong gạo bị phân hủy bởi men tiêu hóa amylase thành đường. Tinh bột trong gạo gồm hai loại chính, amylose và amylomectin. Amylose là chuỗi ngắn của những phân tử đường, còn amylomectin là chuỗi dài nhiều nhánh. Gạo có tỷ lệ amylose amylomectin càng tốt thì càng khó bị phân hủy và đường huyết tăng cao ít hơn sau ăn. Khi do gạo, nước do gạo bị đục là do sự hòa tan của bột từ vỏ cám và gạo trong quá trình xay xát, nên nước đó có một lượng nhỏ dài tinh bột và những chất dinh dưỡng trong cám. Khi do gạo quá kỹ và thay nước nhiều lần sẽ làm mất đi những chất dinh dưỡng trên và cả luôn luôn lượng tinh bột trong nước do gạo. Quá trình nấu chín cơm là quá trình hồ hóa tinh bột gen Latinization. Khi được nấu trong nước có nhiệt độ cao, những phân tử tinh bột sẽ ảnh hưởng phá vỡ những liên kết với nhau, làm tăng tính thấm nước. Nước thấm vào hạt gạo sẽ làm hạt gạo nở ra, hạt gạo bị chuyển đổi đặc thù vật lý từ dạng hạt sang dạng vô định, dò ra sao thì ra dáng vẻ ấy. Các phân tử tinh bột trong hạt gạo lúc này không thể liên kết với nhau mà rời rã hoàn toàn. Quá trình hồ hóa này xảy ra ở những nhiệt độ không giống nhau tùy theo kết cấu tinh bột của những loại gạo. Trong quá trình này, có một số phân tử tinh bột sẽ thoát vào trong nước ở phía trong nồi nấu. Vào lúc này nước trong nồi cơm sẽ chứa một lượng nhỏ dài tinh bột từ lúc đầu và từ quá trình hồ hóa và những dưỡng chất còn lại từ vỏ cám. Nếu tiếp tục nấu làm nước bốc hơi và những chất này sẽ trở lại bám phía bên ngoài những hạt cơm. Quá trình hồ hóa gạo này làm cho cơm sẵn sàng được tiêu hóa trong ruột và dễ hấp thu hơn. Gạo trắng nấu mau hơn và nở hơn gạo lứt, tức là dễ hồ hóa hơn và dễ tiêu hóa hơn, đồng thời làm lượng đường trong máu tăng cao hơn sau thời điểm ăn. Ngoài ra khi nấu xong, nếu để cơm trong nhiệt độ thấp như tủ lạnh sẽ làm cơm trải qua quá trình tái kết cấu hạt retrogradation, trở thành tinh bột khó tiêu hóa và làm giảm tăng đường trong máu sau thời điểm ăn. Tức là ăn cơm nguội làm ít tăng đường huyết hơn. Gạo nấu theo kiểu Happy Meal cũng làm tăng đường trong máu hơn là nấu sôi hay lửa liu riu vì hồ hóa xuất sắc hơn. Như vậy đường trong máu tăng cao sau thời điểm ăn cơm nhiều hay ít là do loại gạo, kết cấu tinh bột trong gạo, nấu và thời điểm ăn. Sự thật nồi cơm điện tách đường. Nồi cơm tách đường, đây thực sự là một cách đánh lừa chữ nghĩa. Thứ nhất, trong gạo có không nhiều đường, nên chẳng có đường đâu mà tách, nên hai chữ tách đường là đánh vào tư tưởng người dùng. Trong gạo chỉ có tinh bột mà thôi. Thứ hai, trong quảng cáo nói là nồi được thiết kế theo phong cách nấu ở nhiệt độ đúng đắn làm tối ưu quá trình hồ hóa gạo. Tôi thấy chẳng có ý nghĩa sâu sắc gì vì mỗi loại gạo có nhiệt độ hồ hóa không giống nhau, làm sao rất có thể theo một nhiệt độ thắt chặt và cố định được mà tối ưu. Nấu sôi lên rồi gạo gì mà không hồ hóa, làm những gì có chuyện tối ưu hay là không? Thay vì mua nồi cơm điện tách đường, ăn giảm khẩu phần cơm xuất sắc hơn. Thứ ba, dưới đáy nồi có cái lược sẽ để nước trong nồi chảy xuống và thải trừ ra phía bên ngoài để loại bớt đường làm giảm đường. Cách này còn có khác gì kiểu chắc nước cơm của bà nội, bà ngoại tôi hồi xưa đâu. Hồi đó tôi khoái nóng nước cơm của nội tôi nấu cơm lắm, nó thơm thơm mùi gạo mà không tồn tại vị ngọt chút nào.
Trong cái nước này chỉ có một lượng nhỏ dài tinh bột từ quá trình xay sát và quá trình hồ hóa, nên có thể giảm được chút ít tinh bột mà thôi. Làm những gì có chuyện tách đường hay là không có đường sugari, vẫn còn đó một đống tinh bột trong cơm đấy thôi. Cái hại là khi chắc nước cơm kiểu này, chút dinh dưỡng còn lại từ vỏ cám cũng trôi xuống và bị nô cao bỏ mất tiêu luôn luôn. Còn nếu gạo sản xuất từ Mỹ mà nấu bằng nồi này thì sức lực nhà sản xuất thêm vào những chất dinh dưỡng phía bên ngoài gạo sẽ thành công cốc, vì phần lớn chúng sẽ ảnh hưởng đổ xuống cống. Tóm lại, cái nồi cơm tách đường chỉ là cái nồi có tác dụng chắc nước cơm tự động, mà chuyện này bà nội tôi làm hồi mấy chục năm trước. Nó cũng chẳng tách đường, chỉ bỏ bớt số tinh bột trong nước cơm, nhưng cũng đem đổ hết số dinh dưỡng quý giá trong nước cơm. Muốn giảm đường sau ăn thì ăn bớt chút lại, ăn cơm nguội ngâm nhẹ lại, tập thể dục là được. Còn nếu mua cái nồi này nấu ăn mỗi ngày, bệnh tiểu đường vẫn còn đó nguyên mà coi chừng mắc thêm bệnh beriberi.